rất nhiều mặt nạ nha mọi người. Đây là mặt nạ giấy đến từ hãng BNBG. Và cái chất serum ở trong cái sản phẩm này nó sẽ ở dạng gel thạch thạch ấy. Và cái chất của nó thực sự nhá, có độ cấp ẩm, cấp nước và phục hồi da rất là tốt. Nhất là cái dòng relaxing này cực kỳ phù hợp đối với những bạn nào da kích ứng nha mọi người. Thì lý do vì sao mà cái mặt nạ giấy của nhà BNBG được mình ưu ái đến vậy? Đầu tiên ấy là về cái giá thành của nó thực sự rất là hợp lý. Chỉ khoảng tầm 15 cho đến 17 nghìn đồng một cái miếng mặt nạ như thế này. Mình thường mua một hộp 10 miếng về để liên tục sử dụng luôn. Chức năng cấp ẩm này, cấp nước và phục hồi của cái dòng relaxing màu xanh lá này thực sự nó rất là tốt. Bên cạnh đó có hai cái dòng mà mọi người cũng hoàn toàn có thể lựa chọn sử dụng. Trong cái trường hợp là cái dòng relaxing này nó hết ấy thì mọi người có thể mua cho mình cái dòng hydrating và cái dòng lifting này. Cái chức năng phục hồi tốt nhất là ở cái mặt nạ xanh lá này. Còn cái mặt nạ màu xanh dương hydrating này thì nó sẽ là dưỡng ẩm và cấp nước. Cuối cùng sẽ là cái dòng lifting này là cái dòng dưỡng ẩm, nâng cơ, chống lão hóa. Hiệu quả khi sử dụng ở trên da của nó thực sự rất là tốt. Đối với những cái loại mặt nạ như thế này nó sẽ có những cái loại chiết xuất khác nhau và cái công dụng khi sử dụng ở trên da chung chung nó sẽ là dưỡng ẩm này, nó sẽ là cấp nước này, nó sẽ là làm dịu. Nhưng riêng cái dòng relaxing, cái mặt nạ viên thuốc màu xanh lá cây của nhà BNBG này thì công dụng lớn nhất của nó sẽ là làm dịu da rất là tốt nha mọi người. Tiếp theo đó sẽ là cái lựa chọn thứ hai, cái dòng màu xanh dương này. Dòng này là dòng dưỡng ẩm và cấp nước thì cái dòng này cái khả năng làm dịu của nó sẽ không tốt bằng cái dòng relaxing, nhưng cái khả năng dưỡng ẩm và cấp nước của nó cũng rất là tốt. Tiếp theo đó sẽ là cái dòng lifting. Cái dòng này thì là có công dụng là dưỡng ẩm và nâng cơ, rất phù hợp đối với những bạn nào mà có làn da đang trong tình trạng lão hóa và bên cạnh đó cái da của mọi người cực kỳ khô thì mọi người hãy lựa chọn cái dòng lifting này nhé. Như mọi người đã biết ấy, khi mà sử dụng retinol mà với cái tần suất nó quá nhiều hoặc là cái nồng độ nó quá cao thì nó sẽ có cái hiện tượng bong chóc da. Thì ngay lập tức lúc đó nếu như mà đắp cái mặt nạ màu đỏ lifting này lên ấy thì mọi người sẽ thấy rằng là cái da của mọi người được cấp ẩm rất là tốt. Và nếu như đắp liên tục sáng tối thì sau khoảng tầm 2 ngày mọi người sẽ thấy rằng là tất cả những cái vùng mà bong chóc ở trên da kiểu bong như da rắn ấy nó sẽ được phục hồi hơn rất là nhiều và cái làn da của mọi người nó sẽ dịu xuống cực kỳ nhanh chóng. Và mọi người lưu ý này, khi mà mọi người bắt đầu thấy cái mặt nạ này nó hơi se ở cái phần ở trên mũi, nó hơi khô khô lại một chút xíu thì mọi người lột cái mặt nạ ra là hợp lý, chứ đừng có đắp với thời gian quá ngắn như là 10 hay 15 phút nhá. Cứ đắp cho mình từ 20 đến 30 phút khi lột mặt nạ ra, mọi người sẽ thấy là cái da của mọi người thay đổi hơn rất là nhiều. Và đối với cái tần suất sử dụng ấy thì đối với những bạn nào mà có cái tình trạng da kích ứng không quá trầm trọng thì mình khuyên rằng là mọi người hãy sử dụng cái mặt nạ này vào buổi tối trước khi đi ngủ mỗi ngày một lần. Còn nếu như đối với những bạn nào mà có cái tình trạng kích ứng da đang rất là trầm trọng thì hãy tăng cái tần suất sử dụng cho mình lên là 2 lần trên một ngày, sáng đắp và tối đắp nha mọi người. Lưu ý sau khi đắp xong thì chúng ta massage nhẹ nhàng trong vòng tầm 5 phút cho cái hoạt chất này nó thấm vào da, sau đó chúng ta hãy vào rửa mặt, chứ đừng để nguyên cái lớp dưỡng chất này ở trên da bởi vì nó khá là dày.